Như vậy thì xin kính chào toàn thể quý vị khán giả. Chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Mini Hồng 7, quận Bình Tân. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi trận cầu giao hữu trên sân bóng này giữa các thủ Bình Sơn, Thăng Phước và đội bóng nhãn mác Thủ Kiêm. Số 6 đó là Tiểu Cường, số 1 là thủ môn Tuấn La, số 18 đó là Cu Quậy, số 19 đó là truyền thông bóng đá Phú Miền Tây. Các bạn có thể truy cập vào fanpage bóng đá Phú Miền Tây để có thể cổ vũ thêm dành cho hai đội bóng. Cú đá đầu tiên đã không tạo được sự nguy hiểm đến đáng kể nào. Cơ hội trở lại với các thủ bên phía đội bóng Bình Sơn Thăng Phước. Và treo bóng rất khó chịu. Cuối cùng thì bóng vẫn nằm gọn trong tay của thủ thành bên phía đối phương. Có nhiều những pha xử lý chính xác. Không được đường chuyền dài, bóng đi hơi cao. Vẫn chưa có tình huống dứt điểm thành công. Tốt trong điều kiện mặt sân trơn trượt và quả bóng ướt rất khó kiểm soát. Quả bóng khá nguy hiểm. Tiếp tục là cao thủ bên phía nhãn mác Thủ Kiêm. Và kết thúc cuối cùng lại đi xa ngoài. Phản công trở lại với. Rất tiếc là đã không có tình huống tiếp cận nào chính xác. Tình huống ra chân thuộc về vị trí của số 6 bên phía đội bóng nhãn mác Thủ Kiêm. Và đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng từ một tình huống sút xa bất ngờ của chân sút mang áo số 8. Người ghi bàn là Đức. Xin trước cửa thì đã có thêm bàn thắng thứ hai. Bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Tỷ số đã được nâng lên 2-0. Lần này thì người ghi bàn là vị trí của cầu thủ mà. Đây là pha ghi bàn đầu tiên những dứt điểm của cầu thủ đã bình tĩnh. Thêm một pha nỗ lực dứt điểm không thành công của các cầu thủ áo đỏ. Khá đáng tiếc cho tình huống vừa rồi mà các thủ bên phía đội bóng Bình Sơn Thăng Phước vừa bỏ lỡ. Đó là tường căng ngang hơi mặn một chút xíu và đồng đội chưa chính xác và bóng đã về chân các thủ áo đỏ. Phản công dành cho Bình Sơn Thăng Phước. Đường truyền tiếp tục hành lang bên phía cánh. Rất tiếc những pha tấn công bên phía cánh phải vẫn chưa về mang về. Phải trống. Chưa có được thời cơ kết thúc dành cho Lê Lộc. Vẫn là các thủ bên phía nhãn mác Thủ Kiêm. Tiếp tục là pha dứt điểm thuộc về số 20 vị trí của thủ bên phía Bình Sơn Thăng Phước và chúng ta hãy cùng xem lại pha bứt tốc vừa rồi. Các thủ áo đỏ đã vượt qua được Đức Cường. Cuối cùng thì pha dứt điểm đã không thành công. Thủ áo trắng được chuyển tốt xuống đáy biên, cơ hội nữa dành cho Lê Long. Không được. Chưa có được pha kết thúc chính xác dành cho số 1. Được chuyền. Cú đến đâu? Một pha đến đâu từ xa rất nguy hiểm. Cơ hội xin chúc mơ đã có bàn thứ ba dành cho các thủ bên phía đội bóng nhãn mác Thủ Kiêm với cú đánh đầu từ ngoài vòng cấm của Xuyên Silva. Người chuyền bóng dành cho Xuyên Silva đánh đầu đó là Lê Hoài, chủ nhân của bàn thắng. Và treo bóng thẳng vào cấm rất nguy hiểm, lại làm tình huống cản quá tốt của thủ thành bên phía đội bóng nhãn mác Thủ Kiêm để ngăn chặn cú đá của số 7. Cũng xử lý rất hay của thủ thành Tuấn La. Chúng ta cùng xem lại cú đá vừa rồi. Những cái đầu ngón tay của Tuấn La đã cứu thua dành. Thêm một quả sút bóng thẳng vào khung thành, bóng đã đi hơi cao. Những pha đốt bóng khá lợi hại đến từ vị trí của đường phát, nhưng bàn thắng vẫn đang quay lưng với cầu thủ mang chiếc áo số 7. Và xử lý gần như tương tự tình huống trước đó của các cầu thủ Bình Sơn Thăng Phước. Một pha chuyền bóng bất cẩn và đây là cơ hội dành cho đội bóng trắng, cú dứt điểm từ xa. Rất tiếc đó là pha kết thúc đi không chính xác. Tình huống dứt điểm. Khá nhiều những cú đá từ xa được tung xa bởi các chân sút áo trắng. Họ đang tích cực dứt điểm. Vẫn còn cơ hội lần này trở về với các thủ áo đỏ. Kết thúc vẫn chưa có bàn thắng. Quá đặc biệt sự xuất sắc của thủ thành bên phía đội bóng nhưng anh vẫn chưa thể hạ được thủ thành bên phía đối phương. Chúng ta cùng xem lại cơ hội vừa rồi và bóng dứt điểm chất lượng. Thủ thành bên phía đội bóng nhãn mác Thủ Kiêm đã có một pha bay người cản phá không cưỡng. Có khoảng trống dành cho Lê Lộc. Cú dứt điểm đi không chính xác. Khoảng trống kết thúc. Xin chúc nữa thì tỷ số đã là 3-0. Rất đáng tiếc cho Tiểu Cường, cháu đã bất ngờ có được cơ hội khi mà đối phương xử lý bóng không tốt. Bóng vô tình đến chân của cầu thủ mang số 6 nhưng pha kết thúc
Đó là pha dứt điểm thắng. Tình huống ra sân khá căng, nhưng rất tiếc là bóng đi chưa chính xác. Lại là những pha xử lý đến từ vị trí của số 7. Đường Phát vẫn đang đảm nhận vai trò đá phạt dành cho đội bóng áo đỏ. Số 7 đang rất tích cực tung ra những pha dứt điểm, nhưng chưa có được độ chuẩn xác cần thiết. Đạt đến được vị trí của các đồng đội và để mất bóng rất đáng tiếc của Công Phát. Và suýt chút nữa thì đội bóng áo trắng đã có thể tận dụng thành công cơ hội để có thể nâng tỷ số lên. Liên tục là những cơ hội ngon ăn dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Đội bóng bên phía Bình Sơn Thắng Phước đang lý rất bình tĩnh. Vẫn còn đây là khoảng trống. Pha kết thúc vẫn chưa thành công. Tuy nhiên đã có tiếng còi của trọng tài và chúng ta cùng chờ đợi quyết định cuối cùng của trọng tài. Được đưa xa trong tình huống này. Không phải, đó là đường chuyền công khai. Không kịp có tình huống kết thúc. Vũ Lê được phối hợp. Khoảng trống dành cho Xuyên Xuyên Ba. Kết thúc không vào. Đó là một pha phối hợp chấp nhóm của các cầu thủ nhãn mang Hồ Kim. Ta cùng xem lại cơ hội vừa rồi. Với tình huống tấn công hết sức sóng gió của các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng xuất phát từ đường chuyền của Vũ Lê. Xuyên Xuyên Ba đã xử lý rất nhanh chân. Cho hiệp một. Một cơ hội khoảng trống. Cuối cùng thì cũng đã có bàn gỡ dành cho các cầu thủ áo đỏ sau những nỗ lực đi bóng. Những cơn mưa nó vẫn chưa hoàn toàn. Tình huống cứu bóng rất tốt của các cầu thủ áo đỏ. Vẫn còn, đây là khoảng trống. Rất đáng tiếc, vẫn còn pha xoay sở. Và nỗ lực kết thúc cuối cùng của Tấn Pháp đã không thành công. Lúc này những cơn mưa nó đã giảm bớt, nhưng thời tiết vẫn còn khá lạnh trên sân. Lần này làm cú dứt điểm về góc gần nhưng rất tiếc bóng đi không chính xác. Vào đưa bóng đi trên cột dọc của cầu thủ mang chiếc áo số 7. Một cự ly khá nguy hiểm nữa dành cho số 7. Phạt cửa lòng của Đức Phát vẫn không vào. Tình huống đánh đầu phá bóng tốt của hàng phòng ngự bên phía đội bóng nhãn mang Hữu Khiêm. Vẫn là những tình huống phòng ngự cực kỳ tập trung của đội bóng áo trắng để ngăn chặn những cơ hội đến từ chân sút áo số 7. Vẫn chưa có pha bóng của Thành Lan. Đường chuyền ngang, xuyên chân ra không kịp. Nguy hiểm. Có bàn thắng gỡ hòa. Có bàn thắng gỡ hòa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Hai đều. Xin mời và quý vị các bạn xem lại pha xử lý ở góc quậy chậm hơn. Tình huống xử lý rất hay của Tuấn Lỗi. Một cú dứt điểm vô cùng tinh tế và nhạy cảm. Mạnh đã vượt qua được hàng phòng ngự bên phía đội bóng nhãn mắt Hữu Kim. Cả hai đội đều đang tranh chấp khá tích cực. Thêm một cơ hội lên bóng dành cho các thủ bên phía đội bóng trắng. Đường chuyền rất hay, lại không có pha tiếp cận kịp thời dành cho đội bóng áo trắng. Và chuyền bóng rất hay của Đức Cường. Khả năng quan sát với khoảng trống. Đây là số 7, vị trí của Đường Phát cũng chuyền bóng. Thêm pha cứu lòng. Như vậy thì có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2. Pha dứt điểm lần này đã thành công dành cho Đường Phát. Lần này làm cú đá chìm, không phải làm pha dứt điểm bóng nữa. Và bóng đã đi chờ đội bóng đỏ tiếp tục có được lợi thế. Chúng ta xem lại cú đá của Đường Phát. Pha cửa lòng, bóng đi chìm, bóng đi sức xoáy và cuộn. Tầm nhìn bị che chắn, hạn chế khiến cho thủ thành thêm cơ hội nữa dành cho đội bóng đỏ. Đối mặt dứt điểm không được, cũng đã lại đi qua Hiền. Tình huống dứt điểm là của số 10. Ta xem lại đường chọc khe rất hay vừa rồi dành cho Công Phát với dứt điểm. Cú đá của số 10 vẫn còn quá đơn giản và chưa thể hạ được vị trí của thủ thành bên phía đội bóng. Pha đi bóng khá hay, được chuyền ra. Cú dứt điểm đi không chính xác của Vũ Lê. Thêm quả chạy bóng thẳng vào khung thành. Tình huống đấm bóng chính xác của thủ thành. Cú ra chân không thành công. Bóng đã không vượt qua được hàng rào. Một cơ hội nữa dành cho các cầu thủ đỏ và dâng lên bên phía hành lang cánh phải. Rất chống chạy đường chuyền vào. Rất tiếc pha đưa bóng vào của mình đang tranh cướp sức quyết liệt. Lại là đường phạt. Tiếng 2. Và ra chân hơi cận chân và ngang mát thủ kịp. Một cơ hội nữa trở lại với các thủ trắng đường chuyền. Rất chính xác. Hòa xây người hay, cú dứt điểm lại quá nhẹ, dứt điểm bồi và tỷ số đã là 3 đều. Tuyệt vời, rất tốt cho những pha phối hợp của các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng và người dứt điểm. Ta cùng xem lại cơ hội vừa rồi. Pha chèo bóng rất hay. Tình huống dứt điểm đầu tiên là của số 19, vị trí của Tân Ba Lân đã bị thủ thành đối phương đẩy ra. Nhưng ngay sau đó thì cú đá từ xa. Một cơ hội nữa dành cho Tiểu Cường, đường cắt ngang. Cơ hội dứt điểm, tỷ số đã là 4-3 và bây giờ đến lượt Xuyên Xuyên Ba là người lên tiếng. Cầu thủ mang áo số 8, xin lỗi bàn số 20, Kim thủ thành đối phương. Chúng ta cùng xem lại pha thoát xuống từ Tiểu Cường và người mở bóng đó là Đức Cường.
Và càng ngang rất tốt, khống chế một nhịp và cú dứt mũi giày trong tư thế hơi với của Sinh Sinh Va, nhưng nó vừa đủ để hạ thủ thành đứng. Đây là số 10 đầu phá rất hay, cắt ngang và cản phá chính xác của thủ thành bên phía đội bóng đỏ. Suýt chút nữa thì đội bóng một bàn thắng nữa dành cho Sinh Sinh Va, tỷ số đã được nâng lên 5-3. Trước đó thì pha cắt ngang của cầu thủ áo số 10 Thành Lan đã không thành công, nhưng lần này rất nhanh của cầu thủ mang chiếc áo số 20. Chúng ta xem lại đường truyền khá bất cẩn, một pha xử lý hơi thiếu quyết đoán của hàng phòng ngự bên phía đội bóng bên sân Thăng Phước, và họ đã phải trả giá với bàn thua thứ 5 của mình. Tỷ số đã được nâng lên 5-3. Áo trắng dẫn ngược với tỷ số 5-3. Thêm pha dứt điểm nguy hiểm, xin chúc mừng thì có bàn thắng nâng tỷ số lên 6-3. Vừa rồi chúng ta xem lại pha cứa lòng của cầu thủ mang áo số 6 và một pha bay người cản phá của thủ thành bên phía bởi một đại diện của châu Phi. Sau đó chúng ta hãy cùng chờ đợi trận đấu vào lúc 20 giờ giữa đội tuyển Đức và đại diện năm 1930 cho đến nay. Thì Mỹ mới chỉ có 6 lượt các đội bóng châu Á có thể vượt qua được vòng đấu bảng. Vẫn là sự nhịp nhàng đến từ cao thủ bên phía nhãn mát thủ khiệp được chiều dài. Và đấm bóng chính xác của thủ thành bên phía đội bóng Bình Sơn Thăng Phước. Theo dành cho cao thủ nhãn mát thủ khiệp. Thời gian đang trôi dần về những phút cuối hiệp 2. Cách biệt này là 2 bàn và bây giờ đó là 3 bàn rồi. Thêm một pha dứt điểm chính xác nữa của Xuyên Sinva. Tỷ số được nâng lên dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo. Lại là Xuyên Sinva chọn điểm rơi chuẩn xác và đánh đầu tung lưới thủ thành bên phía đội bóng Bình Sơn Thăng Phước. Không có cầu thủ nào theo kèm được số 20 trong tình huống này và để cho anh đánh đầu trong tư thế vô cùng thoải mái. Chỉ còn khoảng hơn 5 phút nữa dành cho những cố gắng của đội bóng đỏ. Đây là khoảng trống không được, pha ra chân hơi chần chừ của Tấn Pháp và người ập vào ngăn cản đó là Thành Lâm. Thêm cú dứt điểm khá căng, tình huống kết thúc từ khá xa của các chân sút bên phía đội bóng áo trắng. Và lại là nỗ lực đến từ vị trí của Xin Silva. Và dứt điểm một cự ly khoảng 25m của số 20. Một cơ hội nữa trở về với các thủ đỏ. Khoảng trống đối mặt dứt điểm, cú đá lại đi không chính xác. Các chân sút bên phía đội bóng Bình Sơn Thăng Phước đang phung phí những cơ hội của mình. Lần này người bỏ lỡ là Đường Phát. Cú đá căng nhưng bóng đi hơi cao hơn so với khung thành và chưa thể mang về. Xuyên Sinh Va, một đường truyền rất thoáng nữa dành cho đồng đội. Và càng ngang dứt điểm, tỷ số đã được nâng lên 7-3 và kết quả coi như đã khép lại với các cầu thủ bên phía Bình Sơn Thăng Phước. Trước khi chúng tôi nói lời tạm biệt đến quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng xem lại pha chuyền bóng chính xác ở dành cho vị trí của số 5 và dứt điểm đơn giản của Lê Hoài để đánh bại thủ thành đối phương thêm một lần nữa.